tiên đấy. Kangaroo. Mở hộp. Đấy, mở đi, mở lối thua đi. Ui. Đây. Quan. Đây nắm. Tháo bỏ tem trước khi sử dụng. Thôi. Xoay này. Mở ra vậy, mở ra vậy. Dây nguồn. Té lên kia kìa. Nóng rồi đây. Nóng rồi, nóng rồi. Nấu mới nấu xong chứ. Kiểu hình. À đúng rồi, có tẹt điện. Tẹt vô điện. Đúng không? Sướng hấp. Muộn. Sướng hấp à? Muộn. Đông vào. Sách hướng dẫn sử dụng. Đây vừa nấu cơm vừa hầm. Bốn bút. Rồi. Các chức năng. Hấp, canh, gà, cơm, súp, thịt, cháo, đầu, xương. Hơn kiểu. Cái mì cơm à? Đây là lòng. Lòng. Nó nổi nha. Không mang thẻ của mẹ đi mà xin tiền à? Có rồi. Có bây giờ. Đấy. Đấy chưa? Không dùng hết. Nhưng mà như đó thôi. Chưa thử. Xài thử trong vòng 30 ngày. Lỗi đổi lại. Đổi nhanh xuất. Tóm lại là phải giữ sạch sẽ. Không, cần giữ thùng lại á. Bố ạ, giữ thùng lại thôi. Giữ thùng nấu sạch sẽ, không có tràn lan bắn bữa ra chảy xước là không đổi đâu. Đừng để chảy xước thôi, con tràn thì cái nồi áp suất sau tràn được. Đúng không? Đã hết rồi. Nguồn điện con đôi không có. Thùng như đó.